chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Vừa thấy nó ở đây xong vậy. Anh cậy đá lên. Nó sợ con rắn đấy. Mò đúng con rắn thì ăn cứt. Mò được cho em nhé, rắn đấy. Mất rồi chưa? Thôi mất rồi. Chỗ. Mất rồi, mất rồi. Bên này có con to lắm này. Đâu? Em lên, em cần lên, cần lên, nhanh lên, nó bò mất mình rồi. Đấy, nó đang ăn cái gì ấy? Đấy. Đây, hay là nhảy xuống vô đi. Anh vô nó đi. À, thôi vô nó lại, đấy mất con khác nữa. Đây, đây đứa cần đấy. Ừ, câu ấy, đi. Vô động ấy, động nước ấy. Đấy, nhờ nó lên, nó cắn rồi. Ui, con này hằng thế. Cắn rồi, cắt. Mày lên. Ui, tỏ thế. Ui. Chúa, con này con chúa rồi. Nó cặp chặt thế. Nó cứ núi thế này. Cả mùi. Cặp tiết mất mùi luôn nhỉ. Mùi luôn. Ui trời. Ây da, ây da, ây da. Mày à bưởi. Ây da. Ui, đây em xem nào. Con này giống cu núi chứ nhỉ. Cu đá, cu đá. Cu đá. Ui, gãy mất chân này. Đây, cầm đấy. Ui, nhiều lắm. Thôi thôi. Đây này, khê bên này lại có con nữa này. Từ từ, hết mùi. Cứ bể tao cái chân. Ui, con này bể chân. Bể tao cái chân. Làm mùi á? Ừ. Anh ăn rồi. Điên này, lấy có đi lấy mùi đâu. Nhanh lên cầm lấy để tao bể cái chân. Đùa mày cầm lên hồn này. Lấy chân nó để câu nó. Đây này này, nhiều lắm. Ui, ui, sang đây mà xem này, ui, có hai con luôn này. Ui, to thế. Nó đang cắn nhau đấy. Mày nhìn này. Ôi, nó đang để lên nhau à. Im. Lên. Hay nhỉ, bọn này nó ăn thịt sống nhỉ. Ôi, cắn câu luôn kìa. Nó đang lại kìa. Ôi, chết cháu ơi, hai con cầm nhau. Hai con cầm nhau luôn. Ôi trời ơi, mày à bưởi. Bắt nhanh, bắt nhanh. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Tam à. Ủa, sao ở đây cu to đấy nhỉ anh nhỉ. Cú đá khủ khi. Đây, cầm lấy một con. Ây da, ây da. Ây. Cầm lấy. Mày cầm ra kiếm cái túi mà nhốt. Ôi, em cầm tay. Ui. Cặp, hai con. Cặp cút càng luôn này. Quá. Cú đá. Cú ao này, ao khủ đấy. Cá cũng khủ. Này. Hay là ra lấy giỏ về nhỉ? Giỏ đánh á? Ừ.
Từ từ, cầu thêm tí nữa đang xuống. Mày cầm được không? Được. Cầm cho tay em. Cầm cẩn thận vào, ra kiếm cái túi vào đấy. Lấy cái dây một buộc. Đấy, bên này, bên này. Câu bẫy đá mới có. Đây chả bẫy đá đi cái gì. Toàn bẫy đá thôi. Ây, nó bò vào kia. Ý bim. Cắp à. Mày à bưởi. Ôi, sao con này vàng khẻ đấy. Ui, có mỗi cái chân cua mà nó cặp á không. Ôi, con này vàng. Cua vàng ơi. Cua vàng thì sao? Cua này là con trai của Long Vương. Long Long với Mong ấy. Đây. Giống con trai quá. Đây. Hay à. Sao bằng khỉ đây. Khỉ, thịt hết. Ui, sang bên cái lều đây. Đây, sang đi câu đây. Thế rồi. Bên này làm bẫy đá hơn đấy. Ui, bọn này nó chủ bóng bóng nhau này. Hả? Ui, lều ấy. Đây, 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 đây. Đây. Chạy 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 chạy. Ôi có con trong ngay chấp đỏ ăn rồi. Đây đây đây. Ăn đá rồi. Đây biết rồi biết rồi. Đấy. Đi đây đây đây. Hả? Từ từ nó ra mất. Ui. Được nhiều lắm rồi. Ui cặp rồi. 6 con rồi. Mấy con rồi. Ui nướng này. Đây. Từ từ. Từ. Mẹ nó cặp chặt cái con mảnh đây. Đấy, bọn mình cứ phải nhả nó ra như thế nào. To. Con cặp em. Anh ơi, nhìn này, nhìn skin của em mới học được rồi. À, con cua cắt cỏ trên bờ. Nó khỏe lắm, càng nó khỏe lắm. Càng nó đi cắt cỏ được nhá. Đấy. Càng nó cắt được hết cỏ luôn. Con ý. Ây da, cụt luôn. Cụt luôn. Thôi này, cầm lấy để ta đi chặt cái chê nướng. Nướng nướng, nướng luôn đây nhỉ. Nướng luôn đây. Xem chỗ nào. À đấy, nướng đây luôn. Để ta đi chặt. Chặt quay chê. Nướng lên nhé. Nhanh rồi đây. Em nướng con cua sữa rồi. Cứ cầm cái mày lấy để ra mất một con rồi. Ấy, hơ thôi, đừng nướng lửa. Hơ thôi, cho nó có than đi. Cho nó có than này. Cô to nhỉ. Đây mày cầm, cầm lấy, để tao câu tiếp. Không được câu. Nhiều lắm. Ở trên cao này hả? Cái gò này phải đặt, nơi phải có cái mùi tanh ấy. Càng cua này. Anh vừa lấy thịt cá ấy. Không. Hơ hơ đấy thôi. Nó vàng nhộm lên rồi đấy. Bỏng lắm. Ấy, ấy, hình như một con già. Thôi anh nói đi, em câu rồi. Thôi, in. Hả, em câu rồi. Sao cước của em cứ căng căng này? Nó đấy, nó lôi, nó lôi, nó lôi, nó kẹp vào đá là không lôi được lên đâu. Đứt trước đấy. Wow. Ai, mày đã bưởi. Ôi giời. Cái quê gì nữa đấy. Ui nó cặp cả quê. Cặp thêm cả quê. À, đưa đây, đưa đây, xiên à. Đấy, à dạ. Xiên đi. À, dạ. À. Mày ơi. Nhớ ra. Hôm nay anh em mình làm ốc chổ đây. Hả? Ốc chổ nó chuối đây. Ui, ui gãy búa càng. Anh đợi, cho cả càng xuống một câu tiếp này. Cái con cua vàng ngon hơn nhiều. Cua vàng hả? Ừ. Thì em ăn con đấy. Ui, hết rồi nhá. Chắc còn nữa. Nó tuổi. Mày ăn con nào? Em ăn cua vàng. Không. Mày nướng con. Không. Không, cái mông ấy. Em nhìn thấy con này chứ. Mày điên là tao câu được cơ mà.
Không. Đây. Không. Mày câu được cái xiên đây này, tao vừa xiên. Tao vừa xiên đây này. Đấy, mày câu được con đấy. Ê. Mình câu cua chắc lại không có được. Con nữa. Hả? Con nữa. Nó vào đá rồi, giữ giữ nó ra. Đấy. Hết rồi, cái càng rồi. Ra đây. Đớp đi, thính thơm lắm, ngon lắm. Đớp đi. Đớp. Ui, nó lao lại rồi. Tao lại thu lại luôn. Cái giữ giữ nó. Chết mày. Ôi giời, đưa ra sao? Ôi thế nhỉ? Ngay, dính trưởng của Mao Đệ ngay. Con này không cặp, dính luôn này. Nó cặp có tí này. Mày móc hẳn vào càng nó này. Đấy, bây giờ tất vào càng nó này. Có cặp đâu? Cặp không? Có cặp đâu? Ảo nhỉ? Nó cứ rụt. Con này sau thì mới được đây. Bác ở đây con nó ăn nó đi. Xiên nào? Xiên. Cua dính lửa thì cũng nó đi thôi. Em ăn con vàng á, không biết đâu. Mày câu được có hai con, quái thế. Nhưng mà em đi lấy củi. Củi đầy đi. Củi công nó co. Công thì mày cũng chỉ được ăn con. Mới luôn đó. Tắm đi anh. Ai da, tắm đi. Tắm đi. Không. Mày đi vào tắm, tao ăn cua xong đã. Ui, cả nước to nè. Ném mất mồi dùm. Không có câu cá. Ui vàng. Ui bọc đấy, chín rồi chín. Chưa. Chưa chín. Ui nhìn con này có em vàng không? Chín rồi. Chưa mà. Chưa này chín rồi. Chưa chín rồi. Cháy rồi đây này. Chưa chưa chín. Cháy rồi đây này. Chưa. Quay ngửa cái đâu này chú. Sao chín rồi. Đỏ lử nhanh nè. Ok. Chín luôn. Chín đấy. Chứ chín anh ăn vội nhỉ. Em chở lấy thang nè. Ôi thôi, mày ở đấy mà chưa chín nhá. Mới ra bạn lấy càng cua ăn như kiểu. Cũng có thịt như kiểu càng kia ấy nhanh nhỉ. Mỗi tôi nhỏ rồi. Ừ, thơm lắm. Hờ, ăn lên cây này ăn đi. Đi Canada. Canada. Đi. Ăn cơm miếng này. Cây muối. Tuyệt vời. Chuyển cái củ, à cái. Chuyển cái cà. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ừ, giỏi lắm. Anh đi trộm muối đâu rồi? Trộm gì? Bây giờ tao cứ ra đồng là tao đem theo muối. Ra đấy hơn là không sợ chết đói. Ngon lắm các bạn. Từ từ nữa. Mà các bạn chắc nhanh nhỉ. Này mà thùm ăn cái con ghẹ sữa, ghẹ sùng này ăn như xít nhỉ. Ghẹ này ngon hơn. Nọ anh em mình đi ra gọi là nhà hàng. Úi dù. Nhà hàng mẹ một con gà nó chém vô 450. Này. Chỗ đấy mua được bao nhiêu kiếm muối. Úi dà. Gạch rồi này. Tuyệt vời. Này. Thịt nó ít thôi nhưng mà ngon lắm, chắc lắm. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Ừ, cái này mà ăn lẩu anh nhỉ.
chết luôn. Ui béo lắm, gạch béo lắm. Wow, thịt chắc thôi rồi. Đây, thịt đấy. Béo. Đây này, các bạn xem này. Thịt vừa luôn. Ăn nhanh lên. Ông ấy già ông ấy chết. Mình ăn cua mà, mình có ăn cá đâu. À ừ nhỉ. Mình có câu trộm cá. Nhưng cua nhà ông ấy có thả đâu nhỉ. Cua tự sống mà. Mình câu đồng, mình ra đây mình ăn. Đúng rồi. Quay. Anh ấy ngạch, ngạch, ngạch. Gạch ngon lắm, béo lắm. Và thịt đó này. Bạn ấy gạch này. Ngon lắm. Nơi mà mang về mà chiên ra. Chiên chiên ra. Béo không bà? Kiểu như gì nhỉ? Kiểu như cua. Cua gì nhỉ? Cua sữa rang. Không, cua rang muối. Ngon. Ăn cái cà một chút. Thơm nhỉ? Hôm nào cũng đi đến này thì sướng anh nhỉ. Ôi thôi. Ôi thôi. Ý ôi trời. Rơi mất cái càng to. Còn mỗi cái càng nhỏ. Đấy, cái con có trứng lại đâu nhỉ? Em cho thả trứng rồi. Rồi trứng nó ngon. Trứng này cho nó còn đẻ chứ. Trứng lại đẻ. Trứng cho nó nữa. Hơi mất công tí nhưng mà thơm, thịt mà thơm. Ngậy lắm. Yeah, ngậy ngon. Đâu, cái phần đấy là cứt mà. Cứt cũng ngon. Cứt cũng ngon. Cứt cua, mày thấy ai là cứt cua? Nó để cho người. Nhưng mà chiên lên ăn cả vỏ giòn ngon. Nướng thì cũng giòn mà. Nhưng mà nó không, cái vỏ nó không có vị. Người ta lại còn làm cả con vẽ ra chấm nữa nhỉ. Ăn cái là gì? Mà tao cho mình đi ăn nhà hàng. Nhớ nhé. Wow. Anh Tần phiết rồi. Anh lấy đâu tiền mà đi? Ta thiếu tiền. Đi đâu? Nhà chẳng có gì ngoài tiền và quyền. Tiền. Quyền đi chơi. Làm trả. Tiền làm phủ. Anh có đi làm đâu mà có tiền? Tao đi đầy người cho tiền. Điều. Ai cho? Tối mày vác cái bát ra. Ba đường ấy. Ui, trứng này. Wow. Con wow. Này là nhất của con này. Qua gì? Cá to. Đây này, con thịt của nó này. Trắng mới. Này nó không có cả cục thịt như con cua đấy. À, vứt xuống ao cho cá nó ăn, vứt đấy. Xuống ao ấy. Ngọt lắm. Ăn vỏ cua ấy. Đấy. Cá tôm. Đây là câu cá tiếp đi. Ui con kia nổi rồi. Nổi rồi. Đèn chi. Sang đây là ăn vỏ cua đây. Đây này. Hai anh ăn chung rồi.
Thấy hay đâu. Thấy quả. Thấy. Sao không thấy quả nào đâu? Đây. Nè. Đấy. Ây. Rơi mất. À, đưa quả rồi. Rồi. Mất rồi. Cảm ơn. Chả lắm. Chán ăn rồi không đi dưới nữa. Ngon mà chả mà nó ngon mà. Chả xít đi bà. Dạ. Chả xít đi bà đà. Đó. Không cảm ơn. Đầu tiên là đi tìm chim. Tìm chim. Câu đi nhiều cá lắm. Không cá. Ừ. Ừ, đấy. Clip này anh em mình sẽ phép kết thúc đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhé. À mà vẫn chưa comment được. Nhớ đăng ký bàn chuông bên cạnh nhá. Tại sao là kênh nó đang bị khóa comment, rất nhiều kênh lớn mà nó bị khóa comment. Kênh của mình cũng không phải đấy. Và kênh Tam Mao thì vẫn nhận xét được, một kênh còn không nhận xét được. Cố gắng giải quyết nó nhưng mà không biết. À, còn muối lại thì đã xong. Có món gì? Cảm ơn. Đây. Đây. Một cá. Một đại rồi. Vâng. Em đi về ấy kìa. Tao ngồi câu tiếp. Về cái gì? Mày xúc, xúc cái que xuống đây là mùi. Tổ chuột đây này nè. Hả? Tổ chuột này. Đó. À, đấy. Xem nào. Chuột. Ui. Chim gì đấy? Ôi có lửa, có lửa, có con hay chim cút đấy, không, trứng, có trứng, có trứng. Trứng quốc ấy. 2, 4, 6, 7 quả. Ôi thế để đấy cho nó ấp. Hả? Để cho để. Mày để đây thì cũng mất hút, mày tưởng để được với bọn nó. Để đây. Để được, à, có mà nở được với bọn nó bắt mất hút, ngu gì. Thì mang về luộc ấy. Bọn nó không tha cho đâu. Mấy quả? 6, 7 quả. Quả, trời ơi, đi mang về luộc ấy. Đi. Ngon. Ấy, quên cần câu. Tươm. Ấy, còn một cái cần câu của mày đâu? Em vứt rồi.